Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em và Tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mặt dây ngọc trai quyến rũ. Em và tôi trao chọn niềm tin, đồng hành cùng bạn. Mặt dây ngọc trai quyến rũ, hợp thời trang, thiết kế trang nhã và xinh xắn. Ngọc trai là viên đá quý được nhiều phái đẹp yêu thích, giúp tôn lên vẻ thanh tú cho người đeo. Do đó, ngọc trai thường được gắn trên các món trang sức đắt giá. Chiếc mặt dây này sẽ mang đến vẻ sang trọng và quý phái cho nữ giới. Mặt dây ngọc trai quyến rũ, giao hàng trên toàn quốc. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 95 15 35 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu. Giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.